Lực lượng phòng vệ Israel hôm 4 tháng 11 đã tăng cường tấn công trên bộ ở dải Gaza, song song với các cuộc không kích chia tách hết tiểu đoàn Hamas này đến tiểu đoàn khác. Theo Times of Israel, đó là những tuyên bố của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Israel Yoav Gallant. Ông khẳng định nước này sẽ tiêu diệt thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar, đồng thời nhấn mạnh nếu người dân Gaza làm điều đó trước, việc này sẽ rút ngắn cuộc xung đột. Ông Gallant cho biết lực lượng Israel đang tấn công các mục tiêu ở thành phố Gaza từ cả phía Nam và phía Bắc, trong khi bộ binh đã tiến vào các khu vực đô thị của thành phố Gaza. Ông cho rằng lãnh đạo Hamas phải chịu trách nhiệm về các cuộc tấn công đó. Lực lượng phòng vệ Israel đã đẩy mạnh cuộc tấn công trên bộ vào phần phía Bắc của thành phố Gaza hôm 4 tháng 11, nơi bộ binh và xe tăng Israel gặp phải sự kháng cự của các tay súng Hamas từ đường hầm xông ra. Israel tuyên bố đã tiêu diệt thêm một số tay súng Hamas, xác định thêm vị trí các đường hầm mà họ sẽ phá hủy sau đó. Israel cũng cho biết đã không kích 120 mục tiêu mới trên khắp dải Gaza, bao gồm các khu nhà của thành viên Hamas và các vị trí phóng vũ khí chống tăng. Họ cũng tấn công một địa điểm của Hamas đặt trên nóc một tòa nhà và đường hầm gần đó, theo thông tin thu thập được khi thẩm vấn một thành viên Hamas bị bắt giữ trước đó. Ngược lại, còi báo động không kích cũng vang dội khắp miền Trung và miền Nam Israel vào cuối ngày 4 tháng 11. Theo cơ quan khẩn cấp Magen David Adom, không có thương tích nào được báo cáo sau khi hệ thống phòng thủ tên lửa Iron Dome vòm sắt đánh chặn thành công các quả rocket hạng nặng này. Cùng ngày, Hamas cũng tuyên bố đã bắn 250 quả rocket tầm xa Ayaz về phía Eilat, một thành phố cảng ở phía nam của Israel. Tuyên bố được đưa ra sau khi còi báo động vang lên khắp các cộng đồng Israel ở khu vực Arava phía nam đất nước. Theo đơn vị phát ngôn của lực lượng phòng vệ Israel, ít nhất một quả rocket đã bị tên lửa tầm xa Arrow của họ đánh chặn. Lực lượng này không nhận được báo cáo nào về thương vong hay thiệt hại khác sau vụ việc. Trong khi đó, các binh sĩ Israel cùng pháo binh và xe tăng cũng tấn công các mục tiêu của Hezbollah để đáp trả các cuộc tấn công trước đó từ phía Liban. Truyền thông Liban cáo buộc Israel đã ném bom một phương tiện ở làng Kila miền nam nước này.